Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ chia tay tuyển nữ Việt Nam sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối năm 2023. Tôi quyết định hết hợp đồng năm 2023 sẽ nghỉ ngơi, ông Mai Đức Chung nói sáng nay 23 tháng 10 sau buổi tập của đội tuyển. Tôi làm lâu năm rồi, huấn luyện viên khác lên thay thế sẽ tốt hơn. Bàn về người thay thế, ông Chung cho rằng có thể là huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Iziri, đang làm việc ở đội trẻ từ U16 đến U20 nữ Việt Nam. Ông Iziri đến Việt Nam làm việc từ năm 2019 dưới sự hỗ trợ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. Huấn luyện viên Nhật Bản đã huấn luyện đội trẻ nhiều nên hiểu văn hóa, sinh hoạt của Việt Nam và cũng có chuyên môn, ông Mai Đức Chung chia sẻ lý do. Đó là thuận tiện nhất vì nếu thuê huấn luyện viên nước ngoài lại mất thời gian nắm vững cách sinh hoạt, văn hóa bản địa. Ông Mai Đức Chung sinh năm 1951 tại Hà Nội, có 12 năm dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam qua 3 giai đoạn năm 2003 đến 2005, 2014 và 2016 đến 2023. Dưới thời ông Chung, nữ Việt Nam giành 6 trong 8 huy chương vàng SEA Games với kỳ 2003, 2005 và lập kỷ lục 4 lần vô địch liên tiếp từ 2017 đến 2023. Ngoài ra, đội vô địch AFF Cup nữ 2019 ở châu lục và thế giới, nữ Việt Nam lần đầu đứng hạng tư ASEAN 2014 và đỉnh cao là lần đầu giữ World Cup nữ 2023. Ông Mai Đức Chung lập kỷ lục là huấn luyện viên nhiều tuổi nhất tại World Cup nữ với 72 tuổi, 1 tháng 11 ngày ở trận Việt Nam thua Hà Lan 0-7 ngày 1 tháng 8 năm 2023, thuộc lượt trận cuối vòng bảng. Thời làm cầu thủ, ông là tiền đạo xuất sắc của Việt Nam những năm 70-80 ở thế kỷ 20 khi thi đấu cho đội CSKA Hà Nội và Tổng cục Đường sắt. Sau đó, ông chuyển làm huấn luyện viên dẫn dắt nhiều câu lạc bộ V-League như Hà Nội ACB, Navibank Sài Gòn, đã giải thể, Bình Dương và Thanh Hóa. Ở cấp đội tuyển, ông từng dẫn dắt U23 Việt Nam năm 2007 và 2008, trợ lý tuyển Việt Nam giai đoạn 2005 đến 2007 rồi làm huấn luyện viên tạm quyền 2 trận vào tháng 9 năm 2017. Ông Mai Đức Chung từng dự định nghỉ vào năm 2022, nhưng sau thay đổi khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF quyết định gia hạn thêm 1 năm. Trong năm 2023, ông Chung dẫn dắt đội tuyển giành huy chương vàng SEA Games 32, bị loại từ vòng bảng World Cup, ASEAN 19 và sắp tới là dự vòng loại 2 Olympic Paris 2024 diễn ra từ 26 tháng 10 đến 1 tháng 11 tại Uzbekistan. Vòng loại gồm 12 đội chia làm 3 bảng, các đội đá vòng tròn một lượt, chọn ra 3 đội dẫn đầu và 1 đội nhì bảng thành tích tốt nhất vào vòng loại thứ 3. Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Nhật Bản là đội mạnh nhất, từng thắng 7-0 và gián tiếp khiến Việt Nam bị loại từ vòng bảng ASEAN 19. Việt Nam hướng tới thắng Ấn Độ, Uzbekistan và hạn chế bàn thua trước Nhật Bản để giành suất nhì đi tiếp. Việt Nam lên đường sang vào tối nay và dự kiến đến Uzbekistan vào tối mai 24 tháng 10 do phải bay 2 chặng. Danh sách 22 cầu thủ chỉ khác 3 cái tên với ASEAN 19, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Huỳnh Như.